Hôm nay mưa quá trời mưa luôn, mưa từ hôm qua tới hôm nay, không có tạnh được, không đi đâu làm gì được hết trơn. Cho nên ngày hôm nay Ly sẽ không có lên video mới. Ngày mai Ly sẽ tranh thủ làm video mới cho ông bà cô chú xem ha. Ngày hôm nay Ly xin phép nghỉ một ngày, tại vì mưa quá. Tôi chọn ông bà cô chú, tôi chung bước, tôi chọn ông bà cô chú. Hôm nay trời mưa quá, Ly không có quay video được. Video. Nên Ly quay một đoạn video ngắn vậy để cho bà cô chú để nhớ cô tiên cô Bin. Con là ai? Chư Phan là cái gì? Khư Sủi là cái gì? Đúng rồi. Gì nữa ta? Chư Miên là cái gì? Ăn mì. Đúng rồi, giỏi. Hôm nay trời mưa quá, Ly không có quay video được nên Ly quay một đoạn video gắn này. Hả? Ăn mì. Ăn phỉnh hả? Ăn phỉnh sư ăn bún. Ăn bún đúng rồi. Cứ thang. Anh nói anh hỏi Ly là ăn phỉnh sư sờ mơ có nghĩa là chư phỉnh sư sờ mơ. Ly nói là Ly trả lời là ăn bún. Hôm nay quá trời mưa luôn, mưa từ hôm qua tới giờ nên Ly sẽ không có ra video hôm nay mà Ly quay một đoạn video ngắn này để thông báo đến bà cô chú để khỏi chờ video nhà Ly. Ngày mai Ly sẽ tranh thủ ra video mới. Tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú ở video vào ngày mai nha. Hôm nay Ly không có ra video. 1, 2, 3, bye bye.